Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với video tiếp theo trên kênh Nhịp Sống 26 của mình. Đây, hôm nay mình lại tiếp tục đi soi đêm về các bạn. Đây, con vọ, sâu vọ của mình đây. Đây, một chậu to rồi này. Cái này hôm nay mình sẽ làm món sâu vọ xào xả ớt. Xào xả thôi. Không cho ớt à? Thế cũng được. Chỉ ý tưởng khác nhau hôm nay nhá. Ơi, một nắm xả to đây anh em ơi. Cho cái món con ngà voi này. Tí mình xào này, xem mùi vị của nó sắc quá ngon luôn. Chết rồi đấy. Giờ tiến hành xì xả lên, cho một ít tỏi nữa không? Ừ. Tỏi bây giờ đang ở nhà Vin này. Tỏi nó phải ra nhà Vin. Ơ đi rồi về. Rồi cho vào đây, được à? Đây mình sẽ thì xả nha. Tí mình cho ít tỏi không ạ? Gọi là thơm luôn các bạn. Cho tỏi luôn. Cho sâu bò vào đây ông ơi. Xào ngà voi đây. Sâu bọ thập cẩm các bạn, hôm nay có cả bọ xít này, có cả con nhện này. Đấy. Đấy. Con bọ ngà voi kia vẫn là món chủ lạo hôm nay các bạn. Như hôm trước thì mình cũng đi bắt con này, nhưng mà hôm trước thì mình xào chay xong là xào tách riêng ra, bỏ xít vào bỏ xít. Hôm nay mình xào thập cẩm rồi. Thập cẩm. Xong là hôm nay cho thêm xả các bạn. Ủa, nhiều thế. Nhiều. Đẹp vô. Này phải gần đầy nồi các bạn. Ôi, nốt một con này. Nhất rồi. Đây các bạn, gần chín rồi. Thơm lắm. Món này cứ phải ngậy, phải biết luôn. Xem thử nào ơi. Ơm, chưa cho nước măng chua. Quên rồi, cho đi. Chắc đủ rồi. Chỉ cho nước măng chua cho nó dậy mùi tí thôi. Chín rồi mà. Thấy nó đổi màu là chín rồi con này. Đặt xuống đấy là gì không rửa sẽ bị nó bị sẽ cháy nồi đấy. Đây, bây giờ mình cho nước măng chua nữa các bạn. Tí đã ok. Sẽ có món sau bọ cắt cơn. Rồi ok nha, đã chín rồi nha anh em nha. Chuyển ngay thôi. Thử mấy mì đâu. Đủ vị chưa?
chín rồi. Rồi. Đây bạn. Thơm nhức nách rồi. Thử nào. Ăn thử nhá. Mình chưa ăn thật đấy. Con này là con bọ ngà boy. Thử mới mì đã. Thử đấy. Ngon chưa? Thôi. Lặt mâm xong là cho ra đĩa thôi. Đây bạn. Đây. Béo lắm này con này. Mình thử con đã. Xào chung thế này ngon nhỉ. Bởi vì nó có mùi con bọ xít này, nhưng mà có ít vị của nước măng chua thần thánh các bạn. Bọ xít có ngon. Rồi cho ra lía đi. Sợ con bọ xít còn chưa chín á. Chín rồi. Dài lắm. Dài mới ngon chứ. Ôi. Cái này mà nhắm bia thì tuyệt, bia thì tuyệt vời được. Chắc không có bia nhắm hôm nay. Hôm nay không uống nữa. Mấy ngày toàn uống rượu rồi. Cứ là ngày nào cũng uống nào. Thôi không uống nữa bà ơi. Nhưng mà món ngon như này là chắc thì mình ăn để giữ béo lên nhanh nhỉ. Ăn để nó giữ trong bụng thôi. Nếu mà uống rượu nó tí nhả ra hết thì này nuôi béo còn ở nhà nhà. Thôi ăn đi. Xin mời các bạn dùng sâu bọ cùng ông con mình đấy nhá. Mời mấy bạn nhá. Hôm nay còn ngon hơn hôm trước mình xào nhỉ. Hôm trước mình xào không có mơ măng chua với cả phần không có xả. Thế hôm nay cho xào ngon rồi. Ngon. Ngợt nhỉ, cũng nhận. À. Béo ngợt. Hôm nay nhà hàng xóm hát phục vụ. Độ
tướng kia nó xả chết. Ăn thử quả xiên cay. Bình thường em thích vẫn ngon. Chưa trúng. Thật. Chắc là thích ăn để không dính. Mà người không ăn được cay thì lại dính. Béo thấy gần hết rồi các bạn. Ăn đi. Ăn mạnh rồi không? Gần no. Đừng qua hôm nay thì qua tay được tí bắt nhịp. Lần sau bắt ít ít thôi xong là để ngày nào thấy đói đói ra xong ăn tiếp nhỉ. Bây giờ mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Mong các bạn ủng hộ mình bằng like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình nhá. Xin chào các bạn. Chào người tập tiếp theo nhá.